Dạ thưa kính chào quý vị, chúng tôi xin trở lại phần 2 của phần kinh tế quản trị. Phần đầu chúng ta đã nói về resume writing, và có nghĩa là những cái điều cần phải biên một cái hồ sơ lý lịch cho thật hiệu quả. Và phần 2 chúng tôi xin nói đến là cái phần gọi là phỏng vấn công ăn việc làm. Nhưng quý vị cũng biết rằng đó, khi mà mình biên cái resume vậy tốn thời giờ biết là bao nhiêu, và bao nhiêu năm kinh nghiệm của mình được gom ghép vào hai trang giấy đó. Và sau khi một cái thời gian gọi là đi tìm gửi bao nhiêu resume để được cái màn phỏng vấn, thì dĩ nhiên là công sức bao nhiêu. Thì cái phỏng vấn đó mình muốn làm như thế nào là khi phỏng vấn là gần như chắc chắn được thu mượn. Đó là một cái bí quyết, nói thì dễ nhưng mà rất khó. Chúng tôi xin đưa những cái bí quyết mà nó rất là quan trọng do kinh nghiệm bản thân hay là những gì chúng tôi học hỏi để trình bày với quý vị. Thưa quý vị, phỏng vấn là một cái skill, một cái art và một cái science. Chúng tôi xin dùng danh từ Mỹ khá nhiều trong này vì nó áp dụng đến cái thị trường của công ăn việc làm. Interviewing skill là rất là quan trọng. Là tại vì đó, cái thứ nhất đó, cái người thứ nhất là mình phải hiểu là cái người thu mượn, cái hiring manager hay là cái company họ tìm như thế nào. Họ không có muốn tìm một cái người overqualified, dĩ nhiên là cái người mà trình độ quá cao họ cũng không muốn. Mà cũng không muốn người underqualified. Họ chỉ muốn cái người nào gọi là fit for the job, có nghĩa là người nào đúng những gì họ muốn. Nhưng mà quan trọng hết là họ muốn một cái người với high level of energy và cái chemistry. Là tại vì khi quý vị gửi cái hồ sơ lý lịch mà được chọn phỏng vấn, tất nhiên là quý vị đã qualified rồi. Ví dụ như họ chọn 5 người, 8 người mà họ mời vào để phỏng vấn, tất nhiên là 5-10 người đó đều qualify giống nhau. Cái quan trọng là được job hay không là vào cái phỏng vấn. Mà cái phỏng vấn đó, quan trọng nhất là energy, enthusiasm là sao? Họ thấy cái người này có năng nổ và có cái đam mê, cái hăng say làm việc. Và cái danh từ mà họ dùng theo cái danh từ của Hải quân là hit the deck running, có nghĩa là trên hàng không mẫu hạm đó, lính thủy quân lục chiến mà nhảy lên trên tàu hay lên trên bờ là sẵn sàng đi chiến đấu liền. Hit the deck running có nghĩa là sẵn sàng liền, fit for the job. Thành ra cái đó rất là quan trọng. Cái thứ nhất đó là khi phỏng vấn đầu tiên đó, đại đa số cái phỏng vấn đầu tiên là HR, có nghĩa là human resource, cái ban nhân viên họ sẽ kêu họ phỏng vấn mình trước. Thì quý vị hãy để ý đến, thật sự ra nó không có phức tạp cho lắm. Cái phỏng vấn đó, nó chung quy đó, nó trở đi trở lại đó, khoảng 5-6 câu hỏi giống nhau thôi, nó không có khác. Nhưng mà họ hỏi với cái hình thức những cái dạng khác nhau. Cái quan trọng hết là mình hãy chuẩn bị những cái câu phỏng vấn đó bằng giấy trắng mực đen, học thuộc lòng. Và học thuộc lòng cho nó phù hợp với cái công ăn việc làm, do cái job đó. Khi vô phỏng vấn mình dùng đó, mình sửa đổi đôi chút thì mình khỏi cái lúng túng. Đó là cái bí quyết thưa quý vị. Chúng tôi xin phép đưa một vài cái ví dụ. Khi HR hay là phần nhiều cái ban nhân viên họ kêu đó, phần nhiều họ phỏng vấn qua điện thoại. Cái điều tối kỵ đó là mình nhận phỏng vấn khi mình đang lái xe hay là mình đang làm chuyện gì nó gọi là có tiếng động. Mình hãy hẹn cái thời giờ lúc nào mà nó thật yên lặng, và trên bàn mình để sẵn những cái hồ sơ, những cái lý lịch của cái công ty đó, của cái job của mình và cái đòi hỏi của công ăn việc làm, để sẵn đó, biên ra chữ thật bự. Và mình để sẵn để chi? Khi mình nói điện thoại, mình liếc, mình nhìn đó, là công ty đó công ty nào, họ đòi hỏi cái gì, và công ty đó họ chú ý vào những gì, cái quá trình công ty như thế nào, công ăn việc làm như thế nào và skill như thế nào. Khi mình nói đó, nó phù hợp vào. Cái đó là rất là quan trọng. Khi HR mà họ gọi, hay là khi mà một người thu mượn, hay manager, hay vice president, hay một người executive vice president interview, họ cũng hỏi giống nhau thôi. Thì cái đầu tiên đó, mà một cái câu hỏi đó mà rất là thành công đó, mà tôi xin trình bày với quý vị đó, là quý vị hãy nói rằng quý vị rất là mong muốn có cơ hội để gặp đây. Có nghĩa là tôi rất là excited. Tại sao? Bữa nay đến gặp quý vị là tại sao? Là tại vì cái job requirement nó đúng y chang như cái khả năng và cái năng khiếu cũng như là những cái điều quý vị đã làm. Khi mình bắt đầu bằng cái câu nói như vậy, quý vị là dĩ nhiên là mỗi người có cách nói khác nhau, nhưng mà mình có thể nói rằng tôi cảm ơn quý vị bữa nay mới có thời giờ đến gặp tôi. Tôi rất excited, I'm very excited.
to talk about the job opportunity là tại vì đó là it's a great fit, có nghĩa là những gì Vũ cần là những gì tôi có. Thì khi bắt đầu nó không ăn việc, cái sự đàm thoại đó là có cái có mấy cái common ground, có nghĩa là hai bên bắt nò, họ bên kia nói ồ vậy hả, let's find out. Tại vì thưa quý vị, trong phần phỏng vấn đó, cái process của nó, của cứ như người phỏng vấn đó, là tại họ có 7-8 người họ interview, họ phải từ từ họ loại xuống để họ cuối cùng đến 1-2 người cuối cùng. Thì dĩ nhiên là phần phỏng vấn họ coi là cái phần mình nó cái gì nó không phối hợp, có thể họ đòi hỏi 8 mà mình có 7 hay 5 thì cũng không thích hợp thôi. Mà khi mình bắt đầu với cái câu nói như vậy đó là tất nhiên là họ bắt đầu họ chú ý vào những ưu điểm của mình thay vì tìm những cái khuyết điểm. Đó là cái gọi là sơ khởi của cuộc phỏng vấn. Và trong cuộc phỏng vấn luôn luôn mỗi câu hỏi họ hỏi mình chỉ phải trả lời dưới 30 giây, cái đó là quan trọng hơn hết. Có nhiều người họ nói nhiều quá hay là nói ít quá 30 giây, và nói rằng nếu trong 30 giây nói rằng tôi xin đưa ra câu trả lời, however nếu mà quý vị cần giải thích thêm xin cho tôi biết. 30 giây mỗi câu hỏi là 30 giây. Đó là cái điều thứ nhì. Điều thứ ba là khi họ hỏi mình, ví dụ như hỏi tại sao quý vị muốn làm cái công ty này, thì quý vị nói rằng tôi có muốn làm công ty này vì 3 lý do. Nói rõ ràng lý do 1, lý do 2, lý do 3. Lý do 1, tôi đã theo dõi công ty của quý vị. Công ty trong cái tam cá nguyệt cuối cùng theo dõi là cái đường lối đã thay đổi như thế nào, cái product, cái market như thế nào, và financial market chúng tôi đã coi hồ sơ và rất thích hợp. Cái thứ gì là chúng tôi rất là gọi là rất là impressed với lại cái background của management. Cái thứ ba sở dĩ tôi muốn làm công ty nào là tại cái công ăn việc làm nó phù hợp với tôi. Thành ra những câu hỏi như vậy đó nó làm mình khác biệt với những cái người gọi là cạnh tranh với mình. Mình rõ ràng 1, 2, 3, và trong đó có phần công ty, có cái phần gọi là ban giám đốc, cái gì nữa là cái job. Đại đa số một những cái điều mà mình nên tránh khỏi trong cái công ăn việc làm đó, là luôn luôn không bao giờ khi xin việc là nói xấu về cái công ty trước. Mặc dầu có thể quý vị đã sa thải hay là bị bạc đãi hay là bị đối xử không tốt, luôn luôn nói tốt của những công ty trước. Ví dụ như trong cái tình trạng kinh tế này đó mà bị sa thải, không có gì là xấu hổ, cũng không có cái gì là mình cần phải che giấu. Ví dụ họ hỏi why did you leave your previous company, tại sao ông hay bà rời cái công ty trước. Thay vì họ hỏi như vậy để họ nói rằng rất là họ biết là mình sa thải đó, thì mình nói rằng cảm ơn cô, cảm ơn ông, cảm ơn bà đã hỏi câu hỏi đó. Thank you for asking, I'm glad you asked. Rồi mình luôn luôn mình nói rằng cái công ty đó là cái thời gian tôi làm là những cái năm rất tốt nhất của cái career của tôi. Tôi đã học hỏi rất nhiều, tôi cộng tác rất nhiều. Tôi được những người bạn, những người sếp, những người đồng nghiệp họ khen, và đó là cái thời gian tốt nhất, và nói ra 3 cái thành quả. Thì mình đã chuyển từ cái âm qua cái dương, mặc dầu họ biết là mình bị sa thải công ty đó. Đó là những cái tiểu xảo mà mình luôn luôn áp dụng trong khi phỏng vấn công việc làm. Cái điều tối kỵ, không bao giờ nói lương phạm, không bao giờ nói xấu cái công ty trước hay là người boss trước. Đó. Thì ví dụ như họ hỏi là lương bao nhiêu, thì tất nhiên họ hỏi một cái câu direct mình không tránh khỏi, thì mình chỉ cần nói rằng cái job năm trước tôi làm bao nhiêu. Tuy nhiên cái lương không phải là cái yếu tố tiên quyết, và tôi không biết là cái đó có trong cái range, có nghĩa là trong cái phần lương mà quý vị tìm hỏi hay không. Is that within the relevant range of what you're looking for? Ví dụ như mình làm 80.000, 100.000, 300.000, 400.000 hay là 30.000, mình hỏi is that within the range? Rồi nó nói ô có thể hơi cao hơi thấp, đối với tôi không thành vấn đề. Công ăn việc làm, hãng, career, trao hơn hết. Thì như vậy nó không loại bỏ, tại vì khi mình nói lương đó, hoặc cao hoặc thấp đó là cái yếu tố loại bỏ. Đó là cái điều mình nên tránh. Và khi phỏng vấn công ăn việc làm, khi đến cái mức mà họ cần cái reference đó, đại đa số mình không chú ý vào reference. Reference rất là quan trọng. Mình đưa reference người nào để họ kêu họ nói, make sure là cái người đó sẵn sàng nói rất là ngắn tắt, rất là ngắn gọn, nhưng mà phải nói những cái cao điểm rất tốt về mình. Là người đó phải có thời giờ để bỏ ra, nếu không mình không nên đưa reference. Thành ra rất là quan trọng khi mà tìm ăn công việc làm,
mình đã có thời giờ rất nhiều, bỏ thời giờ rất nhiều chuẩn bị hồ sơ, có thời giờ để tìm kiếm, mà đến phỏng vấn đó là phần nhiều, cả mấy trăm resume, mấy ngàn resume họ mới chọn một vài người thôi. Thành ra phỏng vấn mình muốn tiên quyết là nó phải được. Mà đại đa số khi phỏng vấn, ngay cả những em phỏng vấn đi vào trường y khoa, trường luật, hay là ngay cả công ăn việc làm hiện tại, hay là trong tương lai, hay là apply cho cái job để được tăng trưởng, có là tăng tiến hoặc là promotion đó, đều giống như nhau. Có nghĩa là họ tìm người nào có energy, enthusiasm và passion, thì mình phải đưa lên những cái đó và nói rất là specific những cái điều mình, thành quả mình làm nó phù hợp với những điều họ cần, và nói rất ngắn gọn và rõ ràng và nó mạch lạc. Thì đó là những cái bí quyết để tìm việc làm. Năm 2015 là một cái năm mà được hứa hẹn là những công ty họ sẽ thu mượn rất nhiều. Thành ra quý vị có thể có công ăn việc làm hiện giờ đang tốt, hay là muốn thay đổi công ăn việc làm, hay là hiện giờ đang tìm công việc làm, hay là ra trường công ăn việc làm. Đây là cái thời điểm mà mình chuẩn bị. Và chuẩn bị đầu tiên là cái resume writing. Mình phải biên, thưa quý vị, không bao giờ gửi resume writing, một cái resume gọi là ồ ạt mà gửi cho mọi người, one size fits all, nó không có phù hợp. Mỗi resume nó phải cho một cái việc làm, cho công ăn việc làm đó. Và mỗi một cái interview, nếu áp dụng theo cái phương pháp mà chúng tôi trình bày, mỗi interview mình làm giống nhau như vậy, người nào cũng vậy. Và luôn luôn nói rằng tôi rất là thích, rất excited và rất là sẵn sàng làm việc làm. Thì họ đều là đưa, phần nhiều đại đa số đưa đến kết quả tốt đẹp. Xin kính chúc quý vị một những ngày cuối tuần hay là những ngày tới rất là hạnh phúc, thành công và nhiều sức khỏe. Xin hẹn tái ngộ.